Lời nói đầu tiên cho Hiếu gửi lời chào thân thương và trân trọng nhất đến với cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong cái video tiếp theo này của Hiếu. Thì Hiếu rất là chân thành biết ơn bởi vì cô chú anh chị và các bạn luôn luôn đồng hành và luôn luôn theo dõi những cái video mà Hiếu làm về Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ. Thì hôm nay Hiếu cũng sẽ tiếp tục làm về Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ và chia sẻ một cái thông tin mà rất là nhiều người cũng như là fan hâm mộ của Thiền Am cũng như là fan hâm mộ của năm chú tiểu rất là muốn cái sự việc này được làm sáng tỏ để trả lại cái sự công bằng cho Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ. Không để cô chú phải chờ đợi lâu thì Hiếu cũng xin chia sẻ luôn. Thì trong thời gian sắp tới đây, Tòa án Nhân dân tại huyện Đức Hòa cũng như là các cơ quan chức năng có thẩm quyền sẽ vào giải quyết cái vụ việc mà 50 người đột nhập Thiền Am để đập phá cũng như là đánh người gây thương tích và trộm cắp tài sản ở nơi Thiền Am với số tiền là 300 triệu đồng, mà cho đến thời điểm này rất rất là nhiều người đang muốn làm cái vụ việc này cho thật là sáng tỏ để trả lại cái sự công bằng cho Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ. Những sự việc đó như thế nào thì cơ quan chức năng có thẩm quyền sẽ vào và xử lý. Tại vì cái thời điểm hiện tại thì cơ quan chức năng tại huyện Đức Hòa cũng như là Tòa án Nhân dân tối cao tại huyện Đức Hòa nơi sở tại mà Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ đang cư ngụ cũng đã vào và thu thập bằng chứng, thông tin cụ thể chính xác và cũng như là thu thập những cái đoạn video clip mà ghi lại những người đã đến Thiền Am quậy phá trong cái thời gian trước đó. Thì cho đến hôm nay thì cơ quan chức năng quyết tâm làm cái vụ việc này cho nó sáng tỏ để đưa ra ánh sáng và trả lại cái sự công bằng cho Thiền Am. Thì rất là nhiều khán giả đã đồng tình cái việc này, tại vì cái việc này phải làm để răn đe cho tất cả mọi người ở trong nước đang đang có những cái ý đồ, ý định mà xâm nhập gia cư bất hợp pháp, thì mình phải suy nghĩ lại cái việc làm của mình. Đây là cái thông tin mà Hiếu đã cập nhật được để chia sẻ đến cho mọi người cùng biết, và chúng ta nên vui tại vì cơ quan chức năng đã quyết tâm rồi thì cơ quan chức năng sẽ làm và trấn an đến mọi người. Pháp luật của chúng ta sẽ rất là công minh và sẽ rất là công bằng đưa ra một cái quyết định, thì trong thời gian sắp tới sẽ xử lý cái vụ này. Còn cái thời gian và ngày tháng thì cho Hiếu được xin giữ bí mật, vì đây là một cái bí mật mà bên cơ quan chức năng có thẩm quyền họ không cho mình tung tin cái việc này ra, bởi vì họ sợ là gây cản trở đến cái sự việc mà Tòa án Nhân dân xử lý cái vụ này, sợ những người hiếu kỳ đến gây rối cũng như là làm cản trở cơ quan chức năng. Thì cái thông tin đó là thông tin mà Hiếu đã cập nhật được, và Hiếu cũng nghe rất là nhiều bạn cũng đã chia sẻ rồi, chắc có lẽ là quý vị cũng đã nghe sự việc này rồi đúng không ạ? Thì Hiếu rất mong là các bạn khi đưa thông tin lên thì cũng có rất nhiều kênh mà mình nói sai về sự thật, thì các bạn nên làm lại cái nội dung hoặc là ẩn cái video đi, nếu không khéo thì bên cơ quan chức năng cũng sẽ lôi các bạn vào để điều tra và tìm ra những cái nguyên nhân mà không có sự thật mà các bạn đưa cái vấn đề mà bên Thiền Am lên để các bạn nói nó không có đúng sự thật, thì các bạn cũng gặp rắc rối trong cái việc này. Cho nên là Hiếu rất mong các bạn hãy suy nghĩ lại và làm cái nội dung lại cho nó tốt hơn, không có tung tin và loan tin không chính xác, tại vì cơ quan chức năng cũng đang vào cuộc rồi, thì các bạn cũng yên tâm đi. Khi nào có đủ chứng cứ và bằng chứng xác thực thì các bạn đưa lên, thì cái thông tin của các bạn sau khi người ta xem xét thì cái đó là hợp lý, hợp lệ, thì người ta không có đem bạn ra để người ta làm việc. Còn không thì các bạn sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Thì qua cái câu chuyện này thì Hiếu cũng nói thêm cái câu chuyện trước đây mà Hiếu cũng đã làm cái video trước á, là nói về hai sư thầy Hoàng Nguyên và Nhất Nguyên đi về huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long để cùng với bà con ở đó làm một cái lễ cúng động thổ để xây dựng cây cầu có cái tên là Trái Tim Việt một. Thì
Cho đến thời điểm hiện tại thì thầy Hoàng Nguyên và Nhất Nguyên cũng đã về lại với Thiền Am, cho nên là đập tan mọi dư luận đã suy nghĩ sai về hai thầy, là nói là có tội rồi bỏ trốn, cho nên là không có thấy hai sư thầy này những ngày qua. Nhưng mà bây giờ thì hai sư thầy này đang ở Thiền Am bên bờ vũ trụ, thưa quý vị. Và cái video ngày hôm qua mà Hoàng Nguyên tải lên thì có quay cái cảnh là dẫn các bé chú tiểu ở trong Thiền Am đi mua kem ăn, rất là vui nhộn và rất là dễ thương. Và thầy Hoàng Nguyên cũng đã quay những cái cảnh mà trên đường đi hai bên đồng ruộng cho mọi người xem, rất là hay, rất là yên bình. Một nơi tu tập ở đây rất là yên bình, đáng để sống và đáng để tu và đáng để ở đây học học tập, cũng như là cho những đứa trẻ ở đây yên tâm mà học tập bình yên và không có bị gọi là sao động về tinh thần, cũng như là ở ngoài thị trấn ở chỗ này rất là yên tâm. Quý vị hãy yên tâm về cái vấn đề này nhé. Thì video Hiếu chỉ chia sẻ ngắn gọn để gửi cái thông điệp đến cho mọi người là cái vụ việc 50 người này cơ quan chức năng sẽ vào xử lý, và chúng ta hãy chờ đợi kết quả trong cái thời gian sắp tới. Diễn ra như thế nào thì chúng ta phải còn chờ đợi, cho nên là bây giờ Hiếu cũng không có đưa sâu về cái vấn đề này ra ngoài, mà nếu mà nó không chính xác thì mình sẽ là người có tội. Cho nên là rất mong cô chú anh chị các bạn hãy thông cảm, và chúng ta phải chờ đợi kết quả. Kết quả như thế nào thì Hiếu sẽ tiếp tục cập nhật và chia sẻ đến cho mọi người cùng biết trong thời gian sắp tới. Còn bây giờ thì Hiếu xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều đã bỏ thời gian ra để ủng hộ cho cái video của Hiếu. Chúc cho mọi người ở trong nước có một buổi tối an lành, ấm áp, hạnh phúc bên gia đình. Chúc cho cô chú anh chị ở nước ngoài có một ngày làm việc thật là hiệu quả, hạnh phúc, phát tài, phát lộc và thành công hơn nữa trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn rất là nhiều ạ. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong cái video tiếp theo.